Ồ, gì vậy? Ủa gì vậy? Sao sao sao? Sao vậy? Sao vậy? Lên anh, sao? Bạn đi vô nhà lấy đồ cái nó chạy ra xe em sợ sợ quá không biết làm gì anh. Ai cắp xe này hả? Đây đây, đây, đây tao giữ cho. Đi 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 gọi con phường đi. Ok, hello anh em ha. Chào mừng anh em đã đến với vlog của mình. Thì mình là mình đây, Vĩnh Lộc Vlog của anh em đây. Thì hôm nay có một điều rất là vui là Vario 160 đã có mặt tại thị trường Việt Nam rồi đó. Thì tại vì sao mình vui? Tại vì Vario 150 nó hết ra rồi anh em. Nó hết sản xuất nữa rồi. Thì bây giờ là cái con Vario 150 này là giấy tờ thành phố là nó phải tầm 70 mấy lần đó anh em. Anh em mà muốn biết thêm á, anh em đi lên mấy cái trang diễn đàn Vario đó, là bây giờ Vario 150 á là lên giá gắt lắm. Một phần á là do cái con Vario 160 á nó quá bự anh em. Kiểu như mà mấy bạn nữ á, mà sau này mà chạy Vario á là chỉ có chạy mấy cái con đời sau thôi, đời 27, 28 đó thì nó còn gọn, chứ chạy 160 thì mình nghĩ là nó không có hợp với lại cái dáng của mấy bạn nữ đâu. Lâu rồi mình cũng không có ra đây. Mấy nay mình đi làm á, mình đâu có ra ở đây đâu. Ra đây để coi có mấy nhân tài ở ngoài đây không. Oh shit. Lâu ngày mình không có chạy á, nên mình ra đem ra em cho nó phơi nắng cho nó có vitamin E. Quá đã luôn. Ủa, anh là Vĩnh Lộc Vlog hả anh? Ừ, anh à. Ủa, ai vậy? Không, anh bữa nay anh đi lấy xe đi rửa à. Dạ. Mà xe cái gì mà sao thấy xe này hả? Xe này là Vario 150. Ủa em có coi clip của anh mà, em phải biết chứ. À, bận quá hả? Sao vậy? Thích xe này hay gì? Hả? Xe này anh mua chắc năm mấy rồi đó. Xe này hả? Anh mua hồi đó anh mua là 100 triệu á. Anh độ phuộc 20. Anh sơn lại 5 triệu. Rồi anh gắn mấy cái lên tinh nữa cũng 50 á, là 150 triệu. Đúng rồi. Màu xanh. Hồi đó là anh mua có 100 triệu à, mà anh kiểu như chơi đồ chơi đồ á là lên tới mấy chục nữa. Giờ nói chung 150 á. What? Em nhìn xe này em cũng thích thích á, mà không có tiền mua. Thích hả? Em đi làm chưa? Em cũng đi làm. Đi làm rồi hả? Đi làm mua được mà, nói chung thanh niên mà làm 150 triệu bình thường, mua anh nghĩ mua được. Đúng rồi. Mắc gì em, đam mê mà, đừng độn, chạy em mất công anh bắt đền em nữa. Không có. Xe quý người ta. Em may lắm á, anh đi ra ngoài đường ít khi nào mà anh đi xe này lắm. Em mà gặp được anh mà đi xe này là em may mắn rồi đó. Chứ bình thường đi xe kia không à. Đẹp không? Thì đam mê ai cũng có mà em. Kiểu như mình thích thì mình làm mình mua thôi. Em nghe thầy Huấn nói không? Có làm mới có ăn. Còn không làm được ăn thì ăn mấy gì đó. Thôi gán làm đi. Cái làm đi mua. Đúng rồi. Tại vì mọi sự thành công sau này mình đón nhận là mình vậy đó. Anh cũng biết nói sao nữa. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Anh chữ nghĩa anh ít lắm. Thôi nhá, anh kiểu như anh bận nhiều công việc lắm. Có gì hồi nãy em mua đi, rồi em chạy ra đây là em gặp anh nè. Thế nhá. Chào em nhá. Ừ.
Đây. Fan anh em, fan. Ôi, ăn xin nè. Ôi hả? Em bị tật hả? Ok. Mà sao nhìn quen vậy? Ơi, mày sao giống cái thằng bữa hôm đó tao review xe mà mày qua mày hỏi đúng không? Mày biết tao không? Sao bữa nay mày cục rồi hả? Ê, cái gì đây? Ơi. Mày. Sao mày bữa trước mày nói mày đi làm ăn đàng hoàng mà. Sao giờ mày đây? Tao không cho mày tiền nữa. Bữa đó mày nói mày làm đàng hoàng mà cuối cùng mày đàng hoàng vậy hả? Mày khó khăn, mày nói mày đi làm đàng hoàng để mày mua xe mà. Mày thanh niên mà mày đi lừa người ta. Mày lừa người ta vậy hả? Để tao dắt xe vô tao nói chuyện với mày. Sao vậy hả? Mày biết cái này là mày đi lừa người ta không? Sao muốn được mày, ví dụ mày muốn mua xe thì mày đi làm xe ôm, đi làm phục vụ, làm tầm một năm là mua được rồi chứ gì. Vậy ta báo công an nha. Chứ nữa này là mày lừa người ta rồi. Vậy mày đi làm đàng hoàng đi á, mày đừng có đi lừa người ta gì nữa. Thanh niên mà có gì đâu phải đi lừa người ta. Mày mặc áo đàng hoàng coi. Nói không, mày nhờ tao mà mày có thêm cánh tay đó, mày hết bị cục rồi đó. Thôi á, đi á, làm ăn đàng hoàng nha. Đừng để vậy nữa. Hey, thanh niên. Ồ, gì vậy? Gì vậy? Ủa gì vậy? Sao? Sao vậy? Sao vậy? Lên anh. Sao? Bạn đi vô nhà lấy đồ, nó chạy ra xe, sợ sợ quá không biết làm gì anh. Anh cắp xe này hả? Đây đây, tao giữ cho. Đi gọi con phường đi. Coi xe có mất gì không? Mẹ mày, tao ghét với anh cắp á. Ủa? Mày nữa hả? Em nè anh. Sao mày cắp xe người ta vậy? Dạ đâu, tại anh biết em rồi, em cũng mê xe mà anh. Nên em đâu có ăn cắp đâu. Mày ăn cắp hả? Mày chắc không? Dạ em chỉ ngồi lên chơi thôi, coi thôi tay mày. Tao quen mấy cái này để tao tính cho. Rồi, có liền. Sao rồi, điện chưa? Điện quá, đi lên ổng giờ nghỉ trưa người ta rồi. Đây, tao quen ở trên phường mà, đi lên xe tao đi. Rồi, tao ghét nhất á, ăn cắp luôn á. Đi. Tao đi sau mày nhảy xuống đập cái mẹ. Nó không dám nhảy đâu. Ngồi im nha mày. Đi. Mà mày chắc cái tao mày không ăn cắp không? Chắc mà anh. Mà tự nhiên xe nó để đó mày ngồi lên đó làm chi? Đâu em chỉ mê xem lên ngồi coi thôi anh. Vậy để tao tính cho. Giờ nó ở đằng sau rồi. Ok, giờ tao sẽ dắt mày đi trốn nha, nhưng mà mày chắc chắn là mày không ăn cắp đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi, để tao tính.
Nó còn dí không? Nó còn dí không? Nó dí mệt quá. Anh giúp em lần này thôi đó. Lần sau thấy tụi nó có xe đẹp đừng có lên ngồi tọc mạch nữa. Tụi nó ăn cắp rồi tụi nó bắt đó. Thôi á. Em cảm ơn anh. Đi á. Giờ về không biết giải thích tụi nó làm sao nè. Nó nói anh thông đồng nó rồi đó. Wow, xe ngoài đẹp dữ. Wow. Để tắt giờ hỏi coi. Anh ơi, dạo này anh có thấy cái thằng nào mà cái đầu tóc mà nó ngắn ngắn đầu đinh á, mà nó hay giả dạng người ta ăn xin á, xong nó để cục tay nữa. Tại em lâu ngày không kiếm đó, em nhớ thằng đó quá. Ủa? Mày hả? Đúng rồi. Xe này mày ăn cắp quay đúng không? Đâu. Em chạy xe ôm từ sáng tới tối mới mua được chiếc xe này á. Gì mày chạy xe ôm mà giờ mà mày mua được xe luôn? Đúng rồi. Thì mà anh, mình phải làm để có được chứ anh. Đồ, xe ôm giờ giàu dữ. Này là màu bạc hả? Dạ đúng rồi. Dữ ta. Giao đồ ăn à? Ủa mà sao ra 160 mà đi mua 150? Tại 150 được anh. Mình cũng không có kinh phí nhiều á. Xạo mày. 150 giờ mắc lắm. 150 giờ mà giấy tờ thành phố cũng 70 mấy rồi đó. Ông mê thì ông nói đại ông mê đi. Ông mày đặt so sánh nữa. Quá đẹp luôn. Giao luôn không? Đổi không? Xe này mới mua nó có cái mùi á, biết mùi gì không? Mùi xe mới á. Mùi xe này nè. Thôi chúc mừng em ha. Thấy chưa, hồi đó mình đừng có ngồi lên xe người ta, mày lo mày làm đi là tao đỡ phải dí chở mày, người ta dí tao rồi. Tao phải giải thích lắm á, thằng nhớ nó mới kiểu như bỏ qua á, nó nói tao thông đồng mày á. Thôi nhá, chúc mừng em nhá. Đáng làm đi, rồi năm sau mua tiếp một con xe khác. Còn giờ anh đi đây, thấy em vậy anh cũng mừng. Thế nhá, bye nhá.